ốc hương trái bờ Hải Thể Phong Hải. Nếu bạn đã từng đặt chân đến các bãi biển tại Hải Thể Phong Hải, chắc hẳn một trong những hình ảnh mà bạn không thể bỏ qua là những con ốc hương tươi ngon có nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể, là một loài hải sản đặc trưng nơi vùng biển. Ốc hương có tên khoa học là Babylonia areolata. Chúng là một loài động vật thân mềm thuộc họ Babyloidea ở vùng biển nhiệt đới. Loài này phân bố chủ yếu ở biển Ấn Độ, Dương và Thái Bình Dương ở độ sâu từ 5 đến 20 mét. Ốc hương thuộc loài ốc xoắn, vỏ màu vàng có điểm thêm các chấm nâu. Kích cỡ cá thể trưởng thành dài khoảng 10 cm, trọng lượng khoảng 60 gram. Mặc dù ốc hương thường ở trong vùng cận biển với đầy các pha bùn, nhưng nhìn về bề ngoài chúng lại có lốm đốm xanh trắng vàng rất sạch đẹp. Hiện nay, loài ốc này nổi tiếng về đồ thơm ngon, đồng thời chúng cũng được sử dụng làm nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn hấp dẫn với mức giá cao. Hầu hết mọi loài hải sản đều chứa những dưỡng chất và mang giá trị dinh dưỡng khác nhau. Riêng đối với ốc hương, ngoài phần thịt thơm ngon, dài và ngọt thì nó còn chứa hàm lượng rất lớn các vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người, có thể kể đến như protein, vitamin A, vitamin nhóm B, sắt, silin, kali và axit béo omega 3. Tất cả những dưỡng chất này đều rất có lợi cho sức khỏe. Vì thế, ốc hương được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Nhất là hàm lượng vitamin có trong ốc được biết đến với tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể và bảo vệ sức khỏe hệ xương, da, mắt hiệu quả. Tốt nhất bạn nên bổ sung nguồn thực phẩm này 2-3 lần mỗi tuần để cân bằng dưỡng chất cho cả cơ quan. Thịt và ruột của ốc hương giàu thành phần dinh dưỡng như protein, lipid, canxi, phosphor, Fe, Na, kali. Cùng với đó là các loại vitamin phong phú, vitamin A, B1, B2, PC. Do đó, loài hải sản này có khả năng bổ sung những dưỡng chất vô cùng cần thiết cho cơ thể. Những bà bầu hay trẻ em thường được khuyên dùng ốc hương để tăng cường sức khỏe và phát triển tốt nhất. Bên cạnh đó, trong thành phần của ốc có hàm lượng silin dồi dào. Chất này có thể hỗ trợ chức năng cho tế bào bạch cầu và tuyến giáp, tăng cường khả năng chống oxy hóa. Một số người mới ốm dậy, trẻ em thấp còi đều nên sử dụng ốc hương đều đặn để hạn chế tình trạng thiếu máu. Omega 3 trong ốc được biết đến là một chất béo hoàn toàn tự nhiên và rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, omega 3 còn có khả năng làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch rất hiệu quả. Nguồn chất béo từ hải sản này cũng giúp bạn giảm lượng mỡ dư thừa trong cơ thể để mang đến vóc dáng cân đối hơn. Về với quê anh món ăn đặc sản, mình xin giới thiệu ốc hương cháy bơ tỏi tuyệt ngon. Nguyên liệu: ốc hương đã qua sơ chế, ớt 2 trái gừng 1 củ, tỏi 3 1 muỗng cà phê, bơ lạc 50g, đường 3 muỗng canh, nước mắm 2 muỗng canh, dầu ăn. Cách làm, sơ chế nguyên liệu: ốc hương mua về, rửa sơ qua rồi ngâm trong thau nước cỏ cho vài lạc ớt khoảng 2-3 tiếng, để ốc 3 tiếng, để ốc nhả hết đất cát ra ngoài. Sau đó, vớt ra và rửa sạch lại nhiều lần. Gừng rửa sạch, cào vỏ rồi cắt lạc mỏng, tỏi lột vỏ, rửa sạch, đập dập và băm nhuyễn. Sau ốc, chuẩn bị một nồi nước sôi trên bếp với lửa vừa, rồi cho gừng và ốc vào luộc khoảng 3-4 phút để khử bớt mùi tanh của ốc, sau đó vớt ra để ráo. Tiếp đến, bắc chảo lên bếp, mở lửa lớn rồi cho 50g bơ lạc và tỏi băm vào đảo đều, thêm 3 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm và ốc vào, đảo lần nữa khoảng 5 phút để ốc thấm đều vị. Cuối cùng, bạn tắt bếp và cho món ăn vào dĩa. Vậy là hoàn thành rồi. Thành phẩm: ốc hương xào bơ tỏi vừa làm xong mang hương vị thơm ngon, mùi vị từ tỏi và bơ thoang thoảng, thịt ốc vừa chín, mềm và chắc thịt. Bạn có thể chấm kèm món ăn với nước mắm hoặc muối tiêu xanh sẽ càng ngon hơn. Lưu ý, người bị bệnh viêm khớp, bệnh gout nên hạn chế ăn ốc hương vì nhiều lượng protein. Hàm lượng natri trong ốc khiến bệnh thận, tiểu đường ngày càng trầm trọng. Hạn chế ăn với người bị bệnh hen ho. Người bị dị ứng với hải sản cũng cần hạn chế ăn ốc để tránh nổi mề đay, ngứa ngáy. Nếu người mới ốm dậy, bị tiêu chảy hoặc bụng yếu nên hạn chế ăn để tránh việc đi ngoài khó tiêu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn yêu thích thì cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh.